Dạ thì hiện tại á, cho Xuân nhắc lại về các chương trình mình có tại tại khu du lịch Đại Nam. Hiện tại đại khu du lịch Đại Nam đang miễn phí vé cổng cho tất cả mọi người. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8, khu du lịch Đại Nam sẽ miễn phí vé biển và vườn thú cho tất cả các trẻ em dưới 1 tháng 4. Combo biển vườn thú cũng như là combo trò chơi dành cho trẻ em cũng như là người lớn thì tụi mình sẽ bán bắt đầu vào lúc ngày 30 tháng 4 cho đến ngày 31 tháng 8 nha mọi người. Nên trong mùa hè năm 2024 này thì ở Đại Nam lại rất là nhiều ưu đãi ạ. Em nói em nhận được một số cái câu hỏi ha, thì em xin giải đáp thắc mắc như thế này. Hiện tại thì khu vực Đại Nam đang miễn phí vé vào cổng cho đến hết năm 2024 này luôn. Ngoài ra thì bắt đầu từ 1 tháng 6 cho đến ngày 31 tháng 8, khu vực Đại Nam sẽ có chương trình tặng vé miễn phí biển và vườn thú cho trẻ em có chiều cao từ 1,4 trở xuống. Bên cạnh đó thì còn có những cái combo giá siêu mời dành cho du khách gần xa. Thì thì mọi người có thể xem giúp em ha, giống như là cái combo em đọc một số cái giá combo hiện có tại khu vực Đại Nam nha. Combo đầu tiên là combo trò chơi 6/11 trò chơi dành cho người lớn có giá là 200k. Combo 3/11 trò chơi dành cho người lớn có giá là 120k, và combo 6/11 trò chơi dành cho người lớn có giá là 120k. Và cuối cùng hiện tại là combo Vivu combo biển cộng vườn thú dành cho người lớn có giá là 200k. Mọi người nhớ giúp em nhé, là hiện tại là Đại Nam đang miễn phí vé vào cổng cho đến hết năm 2024. Bên cạnh đó, khu du lịch Đại Nam sẽ tặng vé biển và vườn thú miễn phí cho trẻ em có chiều cao từ 1,4 m trở xuống. Đây là những lời tri ân mà khu du lịch muốn gửi đến quý khách gần xa trong dịp hè này. À dạ. Để em kiểm tra lại âm thanh nha mọi người chờ em xíu. Dạ rồi, nhờ Xuân kiểm tra lại âm thanh ha. Tiếp tục thì tới có nhận một câu hỏi là vé lẻ biển bao nhiêu? Dạ, bạn Tiên Tiên ơi, vé lẻ biển của mình hiện tại là 150k cho người lớn. Nếu như mà trẻ em đi trong khoảng thời gian từ 1 tháng 6 cho đến 31 tháng 8 này, thì khu du lịch Đại Nam sẽ miễn phí vé biển cho trẻ em có chiều cao dưới 1,4 m. Cảm ơn Lan Thanh rất là nhiều nha. Tiền xe điện tính như thế nào bạn ơi? Dạ nếu mà mình bên em có rất là nhiều cái khung xe điện ha, tính theo số lượng người. Nếu mà mình mua vé xe điện công cộng là vé lẻ đó thì là 20k cho người lớn, 10k cho trẻ em. Vé này mình giữ lại và di chuyển trong ngày giữa các khu vui chơi với nhau. Mình lưu ý ha, là mình giữ vé lại và mình sẽ di chuyển giữa các khu vui chơi với nhau trong ngày nha cả nhà.